Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ ra một clip đó chính là thử thách chơi chơi đánh đàn tự do nha mọi người. Nếu các bạn thích video đừng quên một like, một share và đăng ký kênh cho mình một nhé. Giờ thì bắt đầu chơi nha mọi người. Đó, anh đang xem cho mình một like, một share và đăng ký kênh cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ chơi trò đánh đàn nha mọi người. Ok nha mọi người. À mà không xài được nha mọi người, mình sẽ ghi chữ nha. Nên mình sẽ làm một cái video đó chính là đánh đàn anh Ray Hút nha mọi người. Ok. Hôm nay mình sẽ chơi nay mình sẽ chơi mạng này nha mọi người. Ok, sẽ chơi nha mọi người. Sorry, is that rude? I never did learn those manners. Oh, kid, you have done your papa proud. Batman? Doubt he would agree. Not that papa. This one. Look at you. Gave up the gimmicks he gave you, and now you're the spitting image of me. I took your gimmicks to draw you out and take you down. For what you did to me, and to him. Oh, losing Batsy got me too. Right in the ticker. Thought about hanging it all up until you rode into town. The timing, the irony. I knew there was a joke under that hood, but I never... Ok, mình sẽ thoát ra nha mọi người. Hôm nay mình sẽ... cái gì vậy? Giới thiệu cho các bạn một cái video ngắn này thôi. Và nếu các bạn thích luôn là đừng để quên cho một like, một share, đăng ký kênh cho mình nhé. Bây giờ thì tạm biệt thôi.